Xin chào tất cả các bạn đến với Lộc Online. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bài Kick the Rain trong cuốn giáo trình Romantic Piano tập 1. Các bạn chưa có sách thì có thể đăng ký mua cho mình một quyển để các bạn tìm theo dõi và tập ở nhà nhé. Đây ha, đây là sách ha. Có gồm 43 tác phẩm nhạc bất hủ quen thuộc đã được mình soạn và dịch giọng lại, có cả phần hợp âm để các bạn xem và chơi dễ tập. Dành cho những bạn mà thích đàn theo kiểu cover đó thì có sẵn hợp âm để các bạn nhìn và tập cho nhanh hơn nhé. Rồi bây giờ các bạn nhìn vào bài nhé. Bài này có hai phần. Phần đầu có 4 dấu dáng là Si dáng, Mi dáng, La dáng và Re dáng ha. Tới 4 nốt này các bạn đàn dáng xuống cho mình ha. Đó, và tới phần nào mà không đàn dáng thì mình cũng sẽ nhắc cho các bạn ha. Và phần sau là qua la trưởng thì có 3 dấu thăng thì mình sẽ nhắc cho các bạn sau ha. Rồi bây giờ các bạn nhìn vô bài ha. Để tiết kiệm thời gian của các bạn thì mình sẽ đàn hướng dẫn luôn nhé, chứ không có đàn nghe mẫu nữa. Nghe mẫu thì mình sẽ gửi file MP3 để các bạn nghe ha. Rồi các bạn nhìn vô tay phải nè. Ở đầu bài các bạn thấy có số 8 và các gạch nối ha. Đó chính là ký hiệu tăng lên một quãng 8 ha. Trong bài soạn là đây, tăng lên quãng 8 thì các bạn đàn đây. Đó, các bạn chú ý các ký hiệu trong một bản nhạc ha. Rồi tay phải các bạn tập nè. Do nốt piano thì nốt cao nhiều nên mình sẽ đọc không đúng cao độ như là trong bài, vì nó rất là cao. Nên có gì mình đọc không đúng cao độ thì các bạn thông cảm bỏ qua ha. Mình có thể sẽ đọc tên nốt ha. Mi la si si do do. Hai rồi. La si do si mi mi. Đó, các bạn chú ý mấy chỗ đàn hai nốt nè. Đó, nếu mà các bạn đàn không được hai nốt như thế này thì các bạn chỉ cần đàn một nốt trên cao thôi ha. Đây là nốt chính của nó ha. Đó ha, nốt hai nốt thì bạn nào mà tay mình còn yếu mà chưa đàn được thì các bạn có thể bỏ qua nốt thấp nhé. Đó, các bạn đàn nốt cao thôi, là nốt chính của bài là nốt giai điệu là được rồi ha. Rồi đàn lại ha. La si do si mi mi. Mi fa son son la la. Si do si la son. Đó, chú ý dấu láy, nốt si láy nhanh qua nè. Hai rưỡi. La son mi mi fa fa. Hai rưỡi. Mi re re mi mi. Hai nghỉ. La si do re re. Hai. Mi re do. Hai. Si mi la si si do do. Đó, tới phần đó mình sẽ hướng dẫn sau ha. Rồi bây giờ các bạn tập tay trái ha. Tay trái người ta ghi vị trí của khóa son ha. Do nếu mà ghi khóa pha thì nốt la này nó sẽ cao và sẽ dùng nhiều đường kẻ phụ nên sẽ rất là khó nhìn, nên sẽ viết ở trên khóa son các bạn ha, để các bạn dễ nhìn hơn. Nốt nhạc nó nằm trên cái dòng kẻ chính của khung nhạc thì sẽ dễ nhìn hơn ha. Vị trí của khóa son thì mình sẽ đọc theo khóa son thôi. La đây ha. La mi si mi la. Rồi các bạn nhìn vào tay trái ha. La mi si mi la. Đó, mình đọc tên nốt lên các bạn đàn theo. Vì trong bài có sẵn là theo dấu hóa của bài rồi nên mình sẽ không đọc nha. La dáng, mi dáng, si dáng nữa ha. Đọc như thế nó sẽ mất thời gian. Mình sẽ đọc theo tên nốt rồi các bạn đàn theo dấu hóa trong bài nhé. Nè, đọc tên nốt lên nè. La mi si mi la. Rồi tiếp tục đô thứ bát son. Rồi son son mi son đô. Rồi nhảy ngón tay lên nè. Son son mi son đô. Rồi bên kia pha thứ bảy. Fa đô la đô. Đó. Fa đô la đô. Rồi hàng dưới. Mi đô mi đô mi. Mi đô mi đô mi. Hai rê dáng. Rê la mi là rê. Hai la dáng bát đô thì đàn nốt đô. Đô la mi là đô. Hai rồi. Si dáng thứ. Si phà rê phà la. Hai rồi. Ô ở dưới. Mi si la. Mi si la.
si son, đó. Mi si la si son. Rồi bây giờ các bạn tiến hành ghép là mình đàn chậm ghép chậm các bạn xem nhá. Đàn xong được cái đoạn đầu ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm phần sau. Đó, về phần tay trái ha, tay trái à, tay phải thì như cũ như các bạn ha. Si do do la si do si mi mi. Mi fa son son la la. Si do si la son. La son mi mi. Mi fa fa. Mi re re mi mi. La si do re fa la son la si re do la do mi fa. Đó, chỉ khác ô cuối là do re fa la son la si re do la do mi fa. Đó, qua phần sau thì mình sẽ hướng dẫn sau. Rồi bây giờ tay trái này, tay trái nó sẽ khác một chút ha. Rồi các bạn nhìn vào, bây giờ người ta đã ghi lại là khóa pha thì mình sẽ đàn theo vị trí khóa pha thôi ha. La dáng các bạn đàn la mi do mi si mi la mi. Rồi đô thứ các bạn đàn đô son mi son đô son mi. Đó, rồi tiếp tục pha thứ hàng dưới pha đô la đô son đô pha đô. Rồi la dáng bát mi mi đô son đô mi. Rồi re dáng đàn re la pha la mi la re la. Rồi la dáng bát đô đàn đô la mi la đô la mi. Si dáng thứ bảy si pha la mi dáng mi si mi. La dáng sách la mi hai la đó, la dáng sất về la dáng. Rồi bây giờ mình sẽ ghép chậm ha. Rồi đàn từ cái ô chuẩn bị nối qua đoạn 2 này. Đó, do mình vừa đàn mà vừa đọc tên nốt đó, nên là nó khó đàn lắm các bạn ha. Nó không có tập trung vào cái bản nhạc được đấy ha. Nên mình sẽ không đọc cái tên nốt lúc đàn nhé, mình sẽ đàn chậm là các bạn theo dõi ha. Chú ý ô cuối ha. Nốt la đang ở quảng 8 thì các bạn chuyển về đây thì nó không có dấu dấu quảng 8, đang ở quảng 8 thì các bạn chuyển tay phải về đây si re do la do mi để đàn lại chỗ này ha. Si re do la do mi fa. Đó, các bạn tập tới đoạn này đã thôi ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ tập tay phải với phần sau ha. Rồi các bạn nhìn chiêu bài này. La và fa. Fa và mi để bắt đầu đàn ha. Fa mi này. Fa mi la son la fa mi mi.
bạn chú ý có nút si, có dấu bình nè, thì các bạn đàn về cao độ tự nhiên ha. Đó, dấu bình là mất tác dụng của dấu hóa ha, có nghĩa là mất tác dụng của dấu thăng hoặc dấu giáng, nó đưa nốt nhạc về cao độ tự nhiên. Đó, dấu bình được đặt ở trước nốt nhạc, ngay ở nốt nhạc đó ha, thì nốt nhạc đó sẽ trở về cao độ tự nhiên nhé. Rồi, nhớ chú ý si bình là son. Đô re mi là, rồi có nốt la bình ha. Đô re mi là re, đô re mi fa son la đô hai si mi la si si đô đô đó. Rồi chú ý rải nè, ký hiệu rải re fa và đô, rải nhanh từ dưới lên đó. Hai si mi la si si đô đô. Rồi bây giờ các bạn tập phần tay trái ha. Re la mi la, re la mi la, rồi la giáng bát đô, đô la đô la đô la đô la, rồi tới si giáng thứ bảy, si fa la fa mi giáng mi si mi si, rồi hàng dưới la giáng la mi si mi la mi đô la đó. La mi si mi la mi đô la. Rồi tới hợp ô tiếp theo, re dim và son bảy, các bạn thấy có nốt re có dấu bình thì đàn re bình thường, không đàn re giáng mà đàn trở về cao độ tự nhiên. Re re ha, re re, hoặc nhảy ngón tay lên re re la đô ha, re re la đô. Son bảy, son re si re đó, si bình và re bình đó. Chú ý các bạn ha, có dấu bình trong bài các bạn nhìn kỹ nhá, không là đàn sai nghe nó không ra đâu ha. Son re si re, rồi tiếp theo đô thứ đô son đô mi fa bảy fa đô fa. Rồi ô tiếp theo si giáng thứ bảy, si fa re fa la đó, chú ý nè, si fa re fa la si mi ô dưới mi si son đó. Tập ở nhà thì bài này khó nha, các bạn tập phải tập đi tập lại thật nhiều nha, không phải các bạn tập lần các bạn đã được luôn đâu ha. Như thế thì các bạn rất là giỏi ha, bài này mình cũng phải tập rất là nhiều ha. Rồi khi mà đã tập được rồi ha, thì phần tiếp theo là sẽ ghép tay với nhau à, ghép ở nhà cũng vậy, các bạn tập ghép từng ô một, ví dụ ô nào khó là các bạn đàn nhiều lần, ví dụ mình đàn ô này nè. Ví dụ nếu các bạn đàn sai thì các bạn phải đàn lại, khi nào đúng rồi các bạn mới đàn tiếp ha. Chứ nếu không các bạn cứ đàn tiếp thì mất công các bạn đàn lại thì nó sẽ bị vấp, rồi các bạn lại phải đàn lại chỗ đó tiếp. Nên là sai chỗ nào các bạn giải quyết chỗ đó, tập đi tập lại thật nhiều nhé. Đó là cái phương pháp tập một cách bài bản để các bạn hoàn thành bài một cách nhanh nhất ha. Rồi bắt đầu ghép các bạn ha. Bắt đầu nè. Fa La Son La Fa cái chỗ hợp âm ô cuối này, si thứ bảy, si giáng thứ bảy ha. Re mi fa son la đó. Rồi đàn lại ô cuối các bạn ha, rải nè đó. Rồi đàn lại lần nữa re fa đô si si đô đô la
si do si mi. Đó, các bạn đạt tới đó thôi ha. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn qua phần đoạn số 3. Các bạn cố gắng tập đi tập lại thật nhiều nhé, để chúng ta sẽ bước qua đoạn số 4, nó sẽ biến tấu tay trái và cả tay phải đàn quảng 8. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua phần đoạn tiếp theo. Đoạn tiếp theo thì tay phải người ta sẽ biến tấu một chút, đó là người ta đàn thêm quảng 8 thôi ha. Về giai điệu thì vẫn như vậy. Rồi bây giờ các bạn nhìn vào tập tay phải ha. Tập đoạn tiếp theo mình đàn này. Mi la si si do do hai, rồi la si do si mi mi hai, mi fa son son la la. Đó, các bạn chú ý nốt là son la la, son la la, si do si la son. Đó, đàn khoảng 8 mà các bạn chú ý ha. Rồi son la la, si do si la son, hai rưỡi la son, mi mi fa fa, mi re re mi mi, la si do re re, hai mi re do, hai si mi la si si do do, hai la si do si mi mi, mi fa son son la la, si do si la son, hai rưỡi la son mi mi fa fa, hai rưỡi mi re re mi mi, hai nhịp la si do re fa la son la si re do la do mi. Đó, các bạn thấy cái chữ D S on coda à, các bạn đàn về cái phần chữ có cái dấu hồi tống đây nè, D S on coda. Đó, cái chữ cuối bài D S on coda đây các bạn ha, D S đó, E S. Cái chữ này thì các bạn sẽ đàn về lại đây ha, tìm cái bài có cái dấu này các bạn ha. Đó, ngay cái dấu này. Rồi mình sẽ đàn đàn nguyên một mạch đàn cho tới cái chữ tu coda. Đó, các bạn thấy cái chữ tu coda không? Tu coda thì các bạn sẽ nhảy qua cái đoạn có dấu coda bên này. Đó, nhớ ha, đây là các ký hiệu đàn trong bản nhạc, các bạn phải thuộc và nhớ để đàn thật tốt ha. Rồi, tay phải các bạn tập xong rồi, bây giờ tập tay trái ha. Tay trái thì nó sẽ cái vòng hợp âm vẫn như vậy, nó thay đổi cái kiểu đàn một chút thôi ha. Hoặc các bạn đàn như cũ cũng được, mình sẽ hướng dẫn đúng như trong thiết nhạc ha. Rồi, la dáng nè. La la mi do mi si mi la mi. Rồi tới đô thứ. À, phần này thì nhảy ngón tay lên, các bạn chú ý là đô à, đàn đô thấp nè. Đô son, nó nhảy tay nhé. Đô son, đô son, đô son mi son, đô son mi son. Đó. Rồi, pha thứ. Pha đô la đô son đô pha đô. La dáng bát mi dáng. Mi, rồi nhảy ngón tay lên tiếp ha. Mi đô son à, đó. Mi đô son đô 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 son đô. Rê dáng. Rê là pha là mi là rê là. Rồi đàn lại ha. Rê là pha là mi là rê là. La dáng bát đô. Đô là đô là mi. Đô la mi là đô la mi. Đó, si thứ, si dáng thứ. Si fa re fa la si. Về mi dáng sức, mi. Mi si la si si mi son si. Đó, chú ý là hợp âm đàn cho đúng tay trái các bạn ha. Mi si la si si mi la. Rồi về lại la dáng như cũ ha. Đó, phần sau là nó giống
phần trước, nên mình sẽ chút nữa mình sẽ ghép luôn. Rồi các bạn tập ở nhà thì phải nhìn cái xích nhà, các bạn tập đi tập lại thật nhiều nha, vì bài này nó khá là khó nha, nên phải tập nhiều mới được, có thể tập 1 tuần, 2 tuần hoặc có khi là cả tháng mới đàn được. Rồi bây giờ các bạn sẽ ghép ha, mi la si si do do nè, mi la si si do do. Coda là các bạn tập lại từ cái đoạn mà coda mình đã nói rồi ha, từ cái đoạn có dấu hồi tống và các đàn đàn cho tới cái dấu tu coda. Đó, tu coda là qua phần có dấu coda bên kia ha. Rồi các bạn nhìn qua dấu coda, mình sẽ đàn phần coda nè. Đó, qua phần này các bạn thấy không? Thành 3 dấu thăng ha. Các bạn chú ý không đàn dấu dáng nữa mà các bạn sẽ thấy 3 dấu thăng là pha thăng, đô thăng và son thăng. Đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ tập tay phải ha. Rồi rê pha la. Pha la son mi la si si do do. La si do si mi mi. Mi fa son son la la. Đó, các bạn chú ý ha. Là mình nhắc lại những cái chỗ mà các bạn đàn hai nốt mà nốt xa đàn không được thì các bạn đàn nốt chính của bài trên này thôi ha. Đó, nhắc để các bạn có thể đàn được theo ý của mình ha. Son la la si do si la son son do la son mi mi fa fa. Lên khoảng 8. Si do do re fa la son la 2 3 rồi rải đô mi la. Đó, đô thăng mi la rải ra nhé. Rồi bây giờ các bạn chuyển qua tập tay trái ha. Tay trái nè, nhìn là mi la mi. Đó, mi la mi về lại mi trưởng, mi bảy xuất ha. Mi la mi. Rồi son si mi. Đó, rồi ở dưới các bạn chú ý là khóa son ha. Vị trí của khóa son là la mi si mi la. La mi si mi la. Chú ý đàn đúng các bạn ha. Nhiều bạn đàn nhầm vị trí của khóa son thành khóa pha, rồi là các bạn nói là em đàn đúng mà sao mà nghe nó không giống ha. Nhưng nếu các bạn đàn nhầm vị trí của dấu của khóa ha, chú ý đó là người ta ghi khóa son nhé, đàn đúng vị trí khóa son. Tiếp tục
Đô sòn mi sòn đô. Rồi pha thứ, pha thăng thứ, pha đồ mi đồ pha. La bảy bát mi, mi đồ mi đồ mi. Rồi ô tiếp theo các bạn thấy không, người ta ghi lại vị trí của khóa pha. Rồi các bạn đàn đúng vị trí khóa pha. Rê là mi là rê là pha là. Rồi la trưởng bát đô thăng. Đô là mi là đô. Rồi si thứ bảy, si pha la. Rồi mi trưởng, mi si mi. La sấp về lại la. La mi si re đô. Rồi hàng cuối cùng si và la nè, nhấn một lần si pha la đó. Các bạn tập chưa quen thì cứ nhấn nhiều lần cho quen. Rồi mi trưởng, mi si mi. Rồi ô cuối cùng rải la mi si re. Rồi đàn la. Rồi hoặc đây đều được ha các bạn ha. Đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiến hành ghép chậm ha, mình ghép chậm các bạn theo dõi nè. Đó, bắt đầu từ phần bên dấu thăng nha. Xong các bạn là tác phẩm Kick the Rain ha. Một tác phẩm hay nhưng mà khá là khó ha. Các bạn phải cố gắng tập đi tập lại thật nhiều để có kết quả tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.